Huy động vốn bản chất là một quá trình bán hàng chứ không có gì đặc biệt hết á. Cũng tại cái nơi thuyết trình với những nhà đầu tư vây quanh thì bạn đang tiến hành bán chính bản thân mình. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Thì hôm nay là cái buổi video cuối cùng của mình trong năm. Vào ngày 30 Tết thì chúng ta đã trải qua một năm 2020 rất là khó khăn. Cũng rất là may mắn là mình cảm thấy là mình thực hiện được cái chuỗi video về kinh doanh và đầu tư tài chính cho tới thời điểm này. Mà năm Covid vừa rồi là một cái năm quá là khó khăn với tất cả các ngành nghề kinh doanh. Bản thân mình là người làm đầu tư và làm kinh doanh, mình cũng hiểu rõ điều đó. Thì chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được cái làn sóng Covid thứ 3 phát sinh vào đầu năm 2021 này. Thì trong lần trước á, mình có làm một cái loạt video về kỹ năng chốt sales. Thì có một số bạn nhắn tin hỏi mình là cái việc mà chốt sale khi huy động vốn nó chi tiết như thế nào, và chúng ta sẽ có cấu trúc cái bài trình bày cho nhà đầu tư ra làm sao. Thì mình dự định là trả lời riêng từng bạn, nhưng mà thực ra nhắn tin như vậy thì mất thời gian quá. Thì mình muốn làm cái video này để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Nếu bạn có một cách thức huy động vốn hay hơn á, thì bạn cứ việc comment bên dưới nha. Nói chung là chúng ta cứ open để học hỏi thôi. Về mặt bản chất á, thì huy động vốn chính là một quá trình bán hàng. Nhưng mà hàng hóa ở đây á, là giấy các bạn, tức là cổ phần công ty á. Và cái cổ phần công ty thì nó khác rất nhiều so với việc bạn bán những hàng hóa vật chất bình thường. Ví dụ bạn bán sản phẩm bình thường đi thì chúng ta có thể cầm nắm được. Chúng ta có thể so sánh giá với các sản phẩm tương đương trên thị trường, hoặc là chúng ta có thể có một cái giá niêm yết để mà đối chiếu. Tuy nhiên đối với cổ phần công ty thì dường như là chúng ta cũng khó mà có thể xác định được, và phải cần một cái bước định giá khá là dài. Tuy nhiên hôm nay mình đề cập tới một chủ đề hẹp hơn, đó là nói về cái việc mà chúng ta chào bán cổ phần khi mà sáng lập công ty, tức là chúng ta chốt mệnh giá luôn. Thì theo luật doanh nghiệp thì mệnh giá công ty, mệnh giá cổ phần công ty ban đầu xuất phát điểm là 10.000, thì chúng ta không cần phải kỳ kèo thêm về giá nữa. Tức là ví dụ chúng ta chào ý tưởng cho nhà đầu tư hay cho bạn bè cùng tham gia chúng ta thì giá một cổ phần là 10.000, không có thay đổi gì hết. Vấn đề ở đây là bạn phải có một cái năng lượng như thế nào, có một cái cách trình bày và một cái slide thuyết trình ra làm sao để bạn thuyết phục được bạn bè bạn và thuyết phục được những nhà đầu tư tiềm năng cùng tham gia vào cái dự án này. Đó mới là vấn đề cần nói tới. Những yếu tố sau đây sẽ là những yếu tố cần thiết để chúng ta có thể huy động vốn thành công. Cái này mình nói, mình trích ra từ chính cái kinh nghiệm thực tế từ những lần huy động vốn startup thành công của mình. Thứ nhất là khi bạn thuyết trình ý tưởng, năng lượng của bạn phải cao hơn tất cả những nhà đầu tư có trong căn phòng đó. Trong trò chơi bán hàng, ai có năng lượng cao hơn thì người ta sẽ thắng. Đó là phương châm bất biến. Như vậy thì khi mà bạn thuyết trình, tốt nhất là bạn nên đứng chứ không nên ngồi. Vì khi mà mình đứng thì năng lượng của mình sẽ cao hơn khi ngồi rất là nhiều. Đây là một vấn đề mình thấy rất nhiều các buổi huy động vốn thất bại của nhiều startup, là thường chủ doanh nghiệp người ta hay ngồi. Thực ra khi họ ngồi vẫn có nhiều người có năng lượng, nhưng mà bản chất và cơ thể con người về khí các bạn, thì khi bạn đứng lên năng lượng rất là cao. Thì cũng không chắc là khi bạn đứng lên năng lượng bạn sẽ cao hơn một số investor đang ngồi đâu. Vì trên đời này có nhiều người bản lĩnh lắm các bạn. Họ ngồi thôi nhưng mà năng lượng họ cũng đã cao hơn rất nhiều so với bạn rồi. Nhưng mà ít ra khi bạn đứng thì bạn tối đa hóa được cái mức năng lượng cho con người bạn. Thì trong căn phòng đó bạn phải cố gắng tỏ ra nhiệt huyết. Hãy nhiệt tình vào, hãy chuẩn bị thật là kỹ vô. Và năng lượng bạn hãy cố gắng cao hết mức có thể và cao hơn tất cả những người ngồi trong phòng. Thì bạn sẽ dễ thành công. Đây trong bán hàng cũng như vậy thôi. Người bán hàng thành công là người luôn có mức năng lượng cao hơn khách hàng của họ. Thứ hai là phân tích thật là kỹ chân dung nhà đầu tư. Đây là thứ mình thấy nhiều startup làm rất là dở các bạn. Gần như họ chỉ biết sơ sơ về nhà đầu tư cho tới cái buổi hẹn gặp thôi. Gần như là họ cũng chả biết bao nhiêu hết á. Thực ra là mặc dù khi mình mà huy động vốn là mình đang bán giấy, nhưng mà bản chất là chúng ta cũng đang bán hàng, và chúng ta cần phải thỏa mãn được khát khao và nỗi đau của khách hàng. Ít ra chúng ta phải biết được là họ khát khao cái gì, và chúng ta cung cấp cái lợi ích mà thỏa mãn được khát khao đó. Và tránh lan man nói về nhiều cái tính năng, đúng không? Bạn nhớ video về tính năng không? Không cần nói nhiều về tính năng sản phẩm, tính năng công ty hay là trình độ công nghệ gì đâu các bạn. Bản chất cái giấc mơ của khách hàng là nhà đầu tư đó, thì họ thích khai phá những thị trường lớn chưa ai khai phá, và xem bạn có tiềm năng để trở thành một big boy của thị trường đó hay là không. Đội ngũ bạn có đủ giỏi để tiên phong trong cái đại dương xanh đó hay không, hay là bạn có tạo ra một cái đứt gãy
tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới cho một thị trường cũ hay không. Do đó, khi mà trình bày cái này á, bạn hãy tập trung nhiều vào thị trường, nhiều vào chiến lược sales và marketing, nhiều vào định vị thị trường, thay vì nói quá nhiều về công nghệ hay là bản thân các bạn. Nói về công nghệ thực ra cũng chả ai quan tâm đâu các bạn, trừ khi công nghệ của bạn tạo ra một đứt gãy mà khai phá ra một đại dương xanh mới. Còn nếu bạn chỉ nói thuần túy công nghệ và dường như nó cũng không quá quan trọng trong việc chiếm được thị phần á, thì bạn forget it, đừng có nói nhiều về nó. Hãy nói nhiều về kế hoạch sales và marketing. Bạn sẽ chiếm được bao nhiêu thị trường, đối thủ bạn là ai, thế mạnh nào sẽ giúp bạn có được thị trường đó. Đó là những thứ nhà đầu tư quan tâm. Và khi bạn gieo những cái thứ mà họ mong muốn nghe, thì 40% là bạn đã nắm được trái tim của nhà đầu tư trong cái cuộc chơi huy động vốn này rồi. Thứ ba là phải có tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng trong bài thuyết trình. Thực ra đây là phần mình cho là quan trọng nhất trong toàn bộ bài thuyết trình. Bên cạnh việc bạn giữ một năng lượng cao đi nha, thì phần này là quá quan trọng trong slide nhưng mà nhiều startup không quan tâm các bạn. Thực ra tầm nhìn sứ mệnh là thứ đánh vào tâm trí vô thức của khách hàng đó các bạn. Mà khách hàng ở đây là nhà đầu tư. Phần này mà không có là rất là dễ chết. Nhiều bạn startup khi mà đi present hay là khi trao đổi nhà đầu tư toàn là nói là tầm nhìn sứ mệnh của tôi là IPO, là listing, là thành công ty đại chúng. Những cái lý do này rất là, nói thật đối với mình nha, nó hơi tào lao các bạn. Nó toàn là liên quan tới tiền không à. Mà thực ra đó, nhà đầu tư họ cũng thông minh lắm các bạn. Chắc venture capital bây giờ họ mà nghe startup nào đặt mục tiêu là tiền là họ chạy mất dép các bạn ơi. Tại vì thực ra mục tiêu này nó quá nông cạn đi, và họ nghĩ là không có người nào làm việc lớn mà có thể làm được cái gì ra hồn mà với cái giấc mơ này hết á. Thực ra thì tầm nhìn sứ mạng nó cũng nên gắn với con người của bạn. Nếu bạn cảm thấy bạn chưa có một cái tầm nhìn sứ mạng rõ ràng đó, thì hãy xem coi công ty mình đang giải quyết một nỗi đau hay một cái vấn đề nào của xã hội và liên kết với nó thành một cái tầm nhìn lớn hơn, sứ mạng lớn hơn. Nhà đầu tư á, chắc chắn là họ sẽ khi mà họ cảm thấy thích tầm nhìn sứ mạng của bạn á, thì phần nào cái cảm xúc của họ đã ok rồi đó. Và khi mà cảm xúc nó ok thì rất dễ chi phối quyết định đầu tư. Một điểm quan trọng khi nói về tầm nhìn sứ mạng á, là hãy nói đúng với con người của mình nha, đừng có xạo các bạn, vì bạn xạo ai cũng biết hết các bạn, nhìn nó giả trân à, theo kiểu Huỳnh Lập hay nói á. Thì thực sự bạn muốn làm cái điều đó cho xã hội thì bạn hãy nói là sứ mạng của bạn. Bạn đừng có nói một cái thứ trời ơi và vĩ đại và cố gắng ghép nó cho mình, nó không có hợp các bạn. Đứng giữa một cái buổi thuyết trình như thế, nhiều người thấy bạn không có giấu được ai đâu. Cho nên là hãy cứ chân thành đi. Ngoài ra thì cái tầm nhìn sứ mạng này hãy làm ơn đừng đề cập tới IPO listing. Tại vì họ sẽ nghĩ ok, sau khi tôi đầu tư cho ông và khi công ty đã đi miết xong, chắc ông sẽ bán tháo chạy mất dép để lại tôi gánh cái công ty này của mình. Trong khi quỹ đầu tư thì họ phải quản lý 20-30 khoản đầu tư và họ không có thời gian để gánh một khoản đầu tư nào về vận hành đâu các bạn. Và điểm cuối cùng theo mình là nó còn quan trọng hơn tất cả những gì mình nói ở trên. Đó là thứ mà Jack Ma đã bán được cổ phần của Alibaba cho Masayoshi Son, chủ tịch SoftBank. Đó chính là bạn là ai mà có tư cách rủ nhà đầu tư chơi cái game này. Đây là phần chứng minh là bạn phải xác nhận tư cách của bạn, kinh nghiệm của bạn, con người của bạn và đội ngũ của bạn. Bạn phải nói là đội ngũ của bạn mạnh như thế nào, có những ai, chuyên gia ngành nào, năng lực của bạn là gì, kinh nghiệm bạn là cái gì mà có thể mời họ chơi cái game này và tin chắc là nó thành công. Đây là điểm hết sức quan trọng. Tại vì nhà đầu tư ngày nay á, thì cũng như khách hàng thôi, họ chỉ thích mua hàng từ chuyên gia. Tức là nhà đầu tư họ cũng chỉ thích mua hàng từ những chuyên gia thực sự thôi, thích đầu tư cho những người giỏi thực sự thôi. Nếu họ đầu tư vào công ty logistics thì mặc định founder phải là một chuyên gia về logistics. Nếu họ đầu tư vào công ty bán lẻ thì mặc định founder phải là một chuyên gia về bán lẻ. Ngày nay nó là như vậy. Và bạn phải, tất cả những gì bạn cần làm á, là bạn cần phải chứng minh con người của bạn. Thực ra cũng không có gì đâu. Nếu bạn làm tốt tất cả những bước trên, từ sứ mệnh, từ con người, thì chắc chắn bạn sẽ cho họ thấy bạn xứng đáng để họ theo cái game này. Ok, tóm lại thì 4 yếu tố quyết định thành công của một buổi huy động vốn như sau. Thứ nhất là mức năng lượng của bạn phải cao hơn tất cả những người ngồi trong phòng. Bạn phải luôn đứng và hạn chế ngồi. Thứ hai là hãy phân tích thật là kỹ chân dung nhà đầu tư đi. Cũng giống như chân dung khách hàng vậy đó, mình bán hàng như nào thì huy động vốn như thế ấy. Thứ ba là hãy có phần tầm nhìn sứ mạng rõ ràng trong slide thuyết trình và nó phải gắn chặt với con người của bạn. Và cuối cùng bạn phải chứng minh được bạn là một chuyên gia và người ta sẽ cảm thấy bạn xứng đáng để họ đi theo bạn chơi cái game này.
Ok, nếu bạn đã từng có những trải nghiệm tốt về việc huy động vốn thì hãy chia sẻ lại bằng cách comment bên dưới và hãy cùng trao đổi với mọi người nhé. Vì trên đời này có rất nhiều cách thức huy động vốn khác nhau. Nếu bạn thích video này á thì hãy cho mình một like và sub kênh của mình để nhận được video mới sớm nhất. À khoan, xí. Hôm nay là 30 Tết, mình cũng muốn chúc lại mọi người một năm an khang thịnh vượng, vui vẻ hạnh phúc, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào cả nhà.